Hello, xin chào bạn nha. Chào bạn đã đến với video của mình là chơi gà game đây các bạn. Và hôm nay thì không nói nhiều nữa, mình sẽ tiếp tục chơi game Terraria. Rồi, nói chung là tập trước thì mình đã đánh sự kiện Bunking Moon và sự kiện Nhật Thực. Ủa? Phải không ta? Để mình nhớ lại cái... lộn. Tập trước thì mình đã đánh sự kiện Sao Quả Dingo các bạn. Còn làm dương ta, nói chung cũng quên. Nói chung là nay hay nhớ ngày hôm nay là tập 20 gì đó các bạn. Nói chung là nay hình đang có dự định là mình đi đánh con boss Lunatic Cultist ở bên đây các bạn. Này, nó bên đây. Và mình sẵn tiện mình đánh luôn cái tủ cũng được. Nói chung là mình cũng hết thuốc rồi hả ta. Thì còn để cái rồi, ok. Chúng ta chuẩn bị chơi nè, chuẩn bị hút vàng đầy đủ để chúng ta chơi ha. Nói chung là mình không có cần hút đâu, thôi chơi hút đi cho nó chắc ăn mà. Chúng ta muốn chơi được chắc kèo 100% là chúng ta phải lấy hút bạn ơi. Chứ bây giờ mình đánh cũng lại tại vì cái set độ mình hút máu ghê lắm mà, thôi lấy đi cho chắc. Mình cũng không chắc là mình đánh lại đâu. Không mà chắc đánh lại đâu bạn, thôi lấy đồ lấy hút đi cho chắc các bạn. Ok, lấy vài lọ hút ra để chúng ta đánh boss nào. Rồi đủ rồi đấy các bạn ơi. Rồi giờ chúng ta qua chơi con boss lẹ nè. Giờ đang còn thời sáng các bạn, đang 12 giờ tôi ôm một chiều luôn rồi. Rồi giờ chúng ta đánh boss hợp lý rồi. Ok giờ mình sẽ đi qua chỗ con boss Lunatic Cultist lẹ để mình đánh luôn. Không nói nhiều, nói chung là tập trước mình đã đánh sự kiện farm sự kiện Sao Quả Dingo khá nhiều các bạn. Đó. Được cái súng phép này đủ kiểu ha, được cái máy đào nữa kìa bạn. Máy đào bằng laser đủ kiểu này các bạn, với một số món đồ khác nữa nhưng mà có cái vô gương rồi. Ok giờ không nói nhiều nữa, đi lẹ ha, đánh lẹ đi, trời tối giờ nè. Rồi thêm con đệ nữa. Rồi qua chơi nó nè các bạn ơi. Lộn bờ biển các bạn ơi. Ok, đúng rồi. Rồi chúng ta chuẩn bị chơi boss nào. Mình sẽ dùng vũ khí tùm lum để chơi đó. Rồi chúng ta muốn tiêu hồi sự kiện chúng ta muốn tiêu hồi con boss Lunatic Cultist thì chúng ta phải cần giết cái con quỷ này, Cultist Archer và Lunatic Devote. Khi các bạn mà đánh thua cái con Lunatic Cultist thì các bạn phải đợi qua một ngày để mấy con này mới xuất hiện lại, các bạn mới giết nó mới tiêu hồi lại được ha. Đấy, đó là dành cho trường hợp những các bạn mà đánh thua. Cho nên nói chung là giờ chúng ta đánh đi, búp lên cô má đi các bạn ơi, gà đây cô ơi. Đâu rồi, nó đâu rồi. Nó đây quên. Quên chưa đánh được, chưa từ. Đây đây cô ơi. Nhờ. Ôi bắn này cọ là thấy máu rồi. Máu tụi kia điên rồi, bấm lộn. Thật thôi đang bắn mà bấm lộn. Mấy này nó chửi cam đây cái ha, tiễn chiêu rồi kệ mà thấy không? Nhờ. Rồi. Đây phân hơn ơi. Trời ơi cái nguồn này phân hơn với chúng tôi. Thì máu mình đã đánh mình không mất cái máu mà tìm mình hút máu các bạn, thì máu mình hút liên tục luôn mà. Đâu ra quay gần ở đây nó vậy, quá tục quá có tụ vô me quay gần. Đánh boss này đâu ra quay gần ở đây nữa. Đó, xài vũ khí này bắn này cho nó sướng các bạn. Tẩu xanh của Byron đấy, cái bài khó chịu. Chết bà mà chưa Byron. Này thì phân hơn với chúng tôi. Lợi dụng cuốn sách này cho lẹ thôi. Nhờ thấy bà mà chưa. Nói chung cuốn sách này cũng không lẹ lắm rồi, nói chung thì cũng lẹ chứ. Ok tạm thời dùng cuốn sách này đợi nha bạn ơi, dùng cái đạn cũng được rồi. Đây. Nhờ. Ok xong đó các bạn, rất là dễ dàng. Khi giết nó thì chắc chắn sẽ được cái thao tác cổ đại này, Ancient Manipulator. Còn cái Soul of Fire này không liên quan tại vì con giết con Byron. Rồi sau khi chúng ta giết con boss Lunatic Cultist xong thì đã xuất hiện 4 cây tụ. Có quần que vậy? Giật mình. Đâu? Một cái tụ đây, tụ này là tụ Nebula. Một cái tụ lửa bên đây gần nhà mình. Một cái tụ Stardust ở bên đây, còn tụ cuối đâu? Tụ cuối bên đây, đổ 4 tụ rồi đó. Nó mà thiếu cái tụ đó là thấy bà mình liền á. Giờ thì mình nghĩ là mình sẽ đánh tụ Nebula trước. Tại vì mình chơi lái phép cho nên là mình sẽ cần đến tụ Nebula trước. Tụ Nebula là tụ dành cho lái phép ha các bạn. Còn tụ lửa này là cho lái melee. Tụ Stardust này là cho lái summoner. Để từ hồi chúng ta thể tự hồi được con gọng các bạn, nó cạp rất là đau. Và cái tụ Vortex này là cho lái sao hữu. Đấy, được cái bắn là được với cái súng xịn lắm. Rồi nói chung bây giờ sẵn tiện gần thì mình sẽ qua đánh luôn cái tụ Nebula như một dịch bệnh vậy các bạn. Sẵn tiện đây còn hút nè, 6 phút mấy luôn. Đánh luôn, sợ gì, ngại gì dịch bẩn các bạn, qua chơi khu má đẹp. Rồi tới rồi đó. Đó, nó có cây ống như này các bạn. Nói chung là phim mới nó cập nhật cái ống này mình mới dễ biết ha. Nói chung là mấy đệ mình cũng lo hết rồi, mình cũng chắc không có cần lo vậy đâu. Thì khi mà hết cái ống này là nó mới bể cái lớp kia các bạn. Bể lớp kia sau rồi chúng ta mới đập được cái tụ nhá. Rồi tụi bay kết bà, tụi bay ra, tụi bay xác định chúng ta. Ôi đổ xanh. Bạn bệnh điện chán chứ. Đang quay một cái điện điện của vùng trời đất ơi à. Ok, chúng ta cứ chơi con má đây đây bạn ơi. Ôi lộn. Đấy. Nửa cây con ơi. Mấy quần này nó đông. Thì tụ Nebula thì nó có tông màu chính là kiếm tiếng và hồng hồng các bạn. Đó, chúng ta cứ gãi xuống vậy thôi. Mà thôi vụ này lâu quá. Đổ vũ khí xíu. Chúng bắn bong bóng. Rồi xuống nổ này cũng lâu phết nè. Bắn cái này. Bắn này cũng thấy cũng lâu phết. Có đổ xanh sao mù là ấy. À quần kia là mình mù luôn rồi. Nhựa. Thấy bà tôi chưa? Nhựa. Này cái súng bắn laser này mạnh không bạn? Quá mạnh luôn phải không? Xài qua hết luôn á. Ôi sắp bể lớp kia mọi người. Nói chung là lá thép mình khỏe lắm. Cứ đứng bài về bắn rồi xong rồi khỏe. Mà nhìn chơi lá sở hữu khỏe ha. Lá mini là phải hơi cực tại vì đi vòng chém hơi cực. Summon cũng khỏe nữa ha. Đấy. Nói chung là cái lớp kia nó đang bể ra. Còn nó bể đó các bạn, bắn thôi. Bể là bắn. Trời ơi. Nôm. Ôi bắn bao nhiêu lắm qua bạn, máu nhìn máu nó còn kìa. Ôi trời ơi bể nha. Đây con này ý kiến gì? Thích ý kiến gì? Trời ơi cái tụ tôi bể rồi mình cứ ở đây hoài nhây hoài nãy. Nói chung là được fragment của Nebula. Ha mình đánh luôn cái tụ đi chứ hả? Sẵn tiện vui đánh luôn cái tụ đi. Ở đầu xanh. Ăn cây nấm vô cho vui. Sẵn còn đây còn hút mình bay qua mình đánh luôn cái tụ melee gần mình luôn, cái tụ solar luôn. Cái tụ lộn phải tụ solar, tụ solar phải không? Tụ gì? Đúng rồi tụ solar thiệt. Tụ lửa luôn hả các bạn? Đậu xanh đang có bão tuyết này. Giờ qua đánh luôn đi, lẹ lên, mình chơi khô máu hết, không có ngán bố con nào. Giờ mạnh lắm mà các bạn. Nói chung là tập này mình đang tính là đánh con Lunatic Cultist và đánh 2 tụ ha. Tập sau mình nghĩ là sẽ đánh tập này đánh 3 tụ luôn. Tập sau đánh nốt tủ cũ rồi đánh bull lót luôn hả? Vậy đang tính vậy đó. Rồi tập này đánh 3 tụ đi cho nó chất chơi người dơi. Tới chưa vậy? Sao xa vậy? Gần nhà mình mà sao xa vậy? Nãy giờ đi chưa tới nữa. Nói chung là hút mình cũng sắp hết tác dụng rồi cho nên là đi lẹ lên nào. Lẹ chưa tới nữa hả? Ủa sao phải cướp vậy? Tới tụ lửa nè các bạn. Đó tới tụ lửa thì sẽ thấy nguyên mặt trời của chà bá luôn các bạn thấy không? Có nguyên con quần này nó rất là bd. Ôi Khạch nó bắn không, nó bắn ghê. Cái tụ lửa này hơi khó chơi các bạn. Cái tụ lửa này quái mạnh lắm. Nhờ gì chúng tôi này. Trời ơi. Bắn hay cái súng này bắn phê quá ha. Phê sự. Con quần này trời đất ơi bắn không được. Thì cái con quần đó mình khó ghét nhất á. Bắn khó mà cứ nó lượng nó cứ lao vô mình hoài. Đó nó lao vô đó. Mà nó choa nó cay thế nhờ. Thôi. Dùng cái này đi cho nha. Nhựa. Nó gượng nó lao vô mình đó nè. Trời đất ơi con quần đó gán đi bạn ơi. Chứ mà mình thì không có chết đâu, chắc chắn là không chết luôn tại vì mình hút máu liên tục. Quan trọng là thời gian lâu đánh nhau lâu ăn nhanh thôi. Thì đang là đêm lồng đèn nè bạn, thấy lồng đèn quá chừng luôn không? Trời đất ơi. Nhện. Tụi bay nhện này. Láo cái quen này. Thấy bà tụi bay chưa? Nhện. Rồi cái này nó bắn liên tục luôn ơi. Tụ lửa này hơi khó đánh nha. Khó thiệt sự. Ghét nhất là cái con dài nãy thôi chứ mấy con này bình thường. Bà nó cho nó cái tụ này nó cứ bắn phun từ lửa quả. Á! Ai da. Bà nó cho nó con này. Nhơn. Nữa ra nữa. Ôi chết bạn ơi. Rồi sắp chết rồi bạn ơi. Hút máu lại coi, hút máu lại, không hút máu là toàn. Hút máu lại, đại cây chưa đầy. Sắp đầy hút lại. Đó, hút lại bao nhiêu ông ơi. Bộ đồ hút máu à. Không sợ chết, chỉ sợ là đánh lâu hay nhanh thôi. Nữa con quần đồ này, ức chế con này nhất. Trời ơi, té chết. Trời ơi, thấy không? Như mình đã nói, mình ghét nhất con quần này. Chỉ có con này mới hắc chế được mình thôi. Vãi cứt. May may nó la nhau, nó cắn liên tục. Cái gì chịu nổi. Cái thứ nhỉ. Chết này. Không sao bạn ơi, bình tĩnh. Qua chiến lại. Con đệ đâu bạn. Khô má đệ ơi. Hôm nay chúng ta đánh không say không về luôn. Chiến luôn, nay chúng ta chiến tới cùng luôn các bạn. Quyết chiến quyết thắng với mấy cái tụi này luôn. Rồi, đây thêm con nữa coi. Rồi đây, khô má đây. Sợ gì. Wow. Tăng khuyết nè các bạn. Rồi tới đó, chơi nè. Sắp xong rồi, dán lên. Gần bể lớp kia các bạn thể đánh tiếp được ha. Chứ không sợ nó reset nữa đâu. Nhiều. Chắc tụi bay tao không chơi thuốc luôn. Trời ơi, không chơi thuốc chắc chơi không nổi quá. Con quần đùi nó cắn một cái mấy tăm máu mà đậu xanh nó cắn một xíu là hết, sắp hết máu mình luôn. Con quần đùi đó. Ghét nó phải trưởng hồi đi xuống đây. Chơi với mấy con thấp thấp đi các bạn chứ chơi con cao nó khó chịu quá. Rồi quần này nó quay như siêu nhân vậy. Trời ơi, nữa nè con quần này. Mà con cha nó. Trời ơi, chết lẹ thôi em cái. Phải cẩn thận với con quần nó mới được. Thôi không sao không xài UFO đâu. UFO nó bay chậm hơn cái cánh bạn coi, cái cánh mình bay nó lẹ né con này nó mới dễ. Phải cướp. Ôi, đánh nhau ác liệt các bạn ơi. Nhiều má vô. Trời ơi. Con quần nó ra nữa kìa. Trời ơi, bắn nó. Thấy bà nó đi. Trời ơi, giết nó. Trời đất ơi. Giết con này, trời ơi, cái đạn của mình nó không hiểu. Gượt theo con này, đừng có gượt mấy con khác. Ok, chết này chưa, nhờ. Thôi xài cái súng đi bạn ơi. Bắn nó cho dễ. Ủa nó tao. Ủa quần này tao. Thôi quá chết này. Nhờ này cái tụ của chúng tôi này, tụ solar này. Bô la bô tét kìa. Thấy bà cái tụ chưa? Tụ hai mỗi tụ là 20.000 má các bạn. Rất là ít thôi. Trời nó ra nữa. Con đường đồ này phải giết cái sớm. Nhờ. Chết này chưa. Ngồi ok, bể tổ, không nói nhiều. Boom. Yes. Con này nữa tụi bay ý kiến gì? Ý kiến cái cò gì? Trời ơi, làm nhiều vô siêu nhân rồi. Xong rồi đó, xong cái tụ thứ 2. Giờ chúng ta sẽ quất luôn cái tụ thứ 3. Rồi chúng ta sẽ tạm dừng tập Terraria hôm nay tới đây. Để tập xa đi mọi người ơi, tập xa đi đánh Monlot bắt cuối này để dàn tập xa đi. Rồi chúng ta qua chơi luôn khô máu cái tụ nào đây mình suy nghĩ đó. Ok chúng ta sẽ chơi khô máu cái tụ Stardust, tụ vortex để tụ cuối đi. Rồi chơi đi bạn ơi, khô máu đây mình có nên đem hút hay không ta, chắc khỏi đi ha. Dục đi ở đậu xanh, quên lượm cái fragment này. Thôi đập đã đâu quên lượm fragment, bạn đập tụ nhớ lượm mấy cái fragment mới chế đồ được nha, không lượm là không có chế được đâu. Bấm vô cái ok, mấy cái tụ này nói chung cũng dễ đánh thôi. Ủa tao phát con quần đùi vậy, con gì tí hon nhỏ vậy đánh là vậy láo thì chứ nó chưa biết mình mạnh cỡ nào à, ngu thì nó chưa kịp đụng mình là mấy con quái này nó chết hết rồi. Đâu rồi ta, mấy cái fragment đâu rồi, xa thế nhờ, cái tụ này xa. À đây nè, lượm này fragment, ok lượm hết luôn các bạn, sạch sẽ luôn. Rồi chúng ta sẽ qua tiến đánh tụ Stardust, đúng rồi. Chơi con ái đấy bạn ơi, không ngán bố con nào. Đây tụ Stardust chúng ta nhiều mấy con quái dưới bên tụ Stardust là ôi đậu xanh, giục cái súng này. Rồi quá bấm lộn, giục cái súng bạn ơi. Nói chung là mấy quái chính ở bên tụ Stardust là mấy con quái heo chủ đề người ngoài tên bạn ơi. Cái tụ đâu, con này là mấy tụ chưa tới tụ bạn ơi, đây tới nè, đây tụ Stardust chúng ta. Chứ đội đậu xanh tụ Stardust cũng có cái con dung này nữa chứ, cày con dung này lắm. Đó mình thấy xài cái súng bắn là về vậy, bể trưởng các bạn ơi, bắn sướng mà chịu. Rồi thấy bài ra chưa? Này thì tụ Stardust với chúng tôi cô máu hết luôn bạn ơi, không ngán bố con nào hết. Đấy, bắn khô máu các bạn ơi, rồi với tôi không chưa được đụng quên luôn á. Cái tụ Stardust này mình thấy dễ nè, tụ solar nãy mới thấy khó, con quần kia nó khó vậy chứ, con quần dài đó các bạn, cái dung chỉ dung sáng dung gì mà cho nhiều rồi. Thấy bà tôi chưa thì nó không giết mình được đâu, không cần có hút đâu mà máu mình thấy hồi là liên tục mà thì hút máu liên tục, có thấy không? Hút máu từ cái sát thương mình gây ra mà bắn sướng quá các bạn, bao sướng luôn á. Nhờ giết quen này. Ôi trời ơi, mày này sắp xong rồi, cái sắp bể tụ rồi nè. Trời ơi, tụi bay nhờ tụi Stardust này nói chung dễ thôi bạn ơi, easy. Mấy con người ngoài tin nguyên cái sự kiện Sao Quả Dingo mình còn clear được mà muốn chia cái mấy con này, dăm ba mấy con này hả các bạn? Vô bắn xuống luôn bạn ơi, đổi vũ khí chứ đi hả? Vô thấy bà coi chưa? Vô này láo này ok xong đó các bạn ơi, bắn vào cái rồi xuống. Thôi bạn thấy sướng không? Trời lá khép là bảo sướng không bạn ơi? Đó, bể đó bạn ơi. Sao? Ủa gì vậy? Nó cảnh báo này cho bạn thấy dòng chữ tím không? Còn nốt cái tụ cuối cùng nữa là con quần Molot nó ra tới á. Sửa này mấy đệ ơi. Bay đâu? Mày chạy đâu? Ok là mấy phát mình hả các bạn? Rồi, ok, vậy là nay mình đã đánh con boss Lunatic Cultist và clear luôn ba cái tụ cho nó khỏe. Làm sao nghĩa là sẽ clear nốt cái tụ vô test này cuối cùng. Mình sẽ đánh luôn Molot luôn hả các bạn? Ở đầu xanh nó lượm theo đánh gì vậy? Gì vậy? Rồi, nói chung là bây giờ mình nghĩ sẽ đi về chế một số món đồ. Thích gì chế đó. Đây, Ancient Manipulator. Ok, lấy tờ đây. Để đâu giờ? Đây là cái thao tác cổ đại mà để làm đồ mà. Để đây đi ha. Đấy. Bây giờ thì chúng ta có thể chế được một số món đồ như sau. Đây. Thì chế được 4, tạm thời mình đang đánh được 3 cái tụ rồi, chúng ta có thể được 3 cái tụ này. Để nó thay đổi cái background ở sau lưng rất là đẹp. Và ta thể chế những cái món đồ dành cho lớp melee là cây Solar Eruption và Daybreak. Và chúng ta thể chế được đồ cho phép đó là Nebula Arcanum và Nebula Blazer. Và chúng ta thể chế được đồ của Stardust như là Stardust Cell Staff và Stardust Dragon Staff. Mình chỉ cần con này thôi. Mà khoan, mình nghĩ là mình sẽ đi qua thế giới khác thì mình đánh cái 4 cái tụ này thêm một lần nữa để mà mình tìm thêm mấy cái fragment này. Chứ mỗi cái nó cho mình 3 mấy, 2 mấy thì không có đủ chế đâu. Cho nên là chúng ta chế không sướng gì đâu, chế một cái là nó hết rồi. Cho nên là mình nghĩ là mình sẽ qua thế giới khác để mình đánh thêm mấy cái tụ nữa để mình kiếm thêm mấy cái fragment này các bạn. Chứ fragment như thế này thì chế không có sướng gì đâu, không có đủ đâu. Nói chung là chúng ta muốn cần thêm cái mấy cái fragment này, chúng ta chỉ cần có thế giới cách là kiếm thế giới khác để chúng ta đánh thêm mấy tụ thôi, chứ đánh Molot thì nó cũng không có cho mấy cái fragment này đâu bạn ơi. Chỉ có cách là tạo thế giới khác và đánh thêm thôi, đánh thêm mấy tụ thôi chứ mới có cái này thôi, chứ như mình nhớ không nhầm như không có cách nào đâu. Ok, hẹn lại bạn sẽ nhà mình sẽ tợi lại sao thôi. Ôi lộn, tợi lại ngay thôi. Ok, mấy cái tụ này tủ gì bạn ơi? 1 hour later. Ok, hello bạn nha, mình tợi lại nè bạn ơi. Ok thì mình đã tợ lại sau khi mà farm mấy cái tụ 3 tụ nữa ha, chứ farm 4 cái tụ là ra Molot luôn các bạn ơi. Ok, nói chung là đã farm thêm cỡ được 6 mấy 7 mấy nè mỗi loại hết các bạn. Đây Solar thì được 105, 94 với 91 các bạn. Đây giờ chúng ta hãy chế được một số món đồ, nghĩa là mình sẽ chế đại đi chứ giờ mình không có cần đâu, chế cho vui thôi. Đây là cho lát melee làm luôn này, còn đây là Daybreak đó, làm luôn nốt rồi các bạn. Làm chơi review cho bạn nào những bạn mà chưa biết thôi, chứ giờ mình chơi lát pháp sư mà đâu cần mấy cái này làm gì. À mà mình cần mấy này nè, Nebula Arcanum này mình cần này, với cái Nebula Blaze này mình cũng cần luôn. Vô tác hay làm luôn, hay làm nốt 2 cây đi. Ok thì nói chung là mỗi cái fragment này thì chúng ta thể chế được 2 món các bạn. Rồi giờ nói chung là oh shit bro, khoan để mình sửa lại một số món đi để mình làm luôn ha, sẵn tiện mình sửa hết đi. Ok, nói chung là tầm sau mình sẽ đánh cái tụ cuối cùng mà đánh Molot và farm một số đồ từ con Molot. Nói chung là giờ mình chỉ cần thêm cây meo meo và cây star gì nữa quên này, star fury nữa ta, có không? Cây gì mình cũng quên tên này. Chung là cần 2 cây từ combo lot nữa là mình có thể làm được cây Zenith. Và thôi không nói nhiều nữa, mình giờ mình đánh đi. Ô lộn, giờ mình sửa lại cái đi. Ô ship cũng lộn. Còn Laser không phải, Master Full không phải luôn. Mới được rồi, ở xanh mới được rồi qua rồi lộn. Good led hả? Ô đồ xanh good led không mạnh. Còn Laser không ok cho lắm. Mình đang tìm cái nào mạnh á. Ô đồ xanh. Fox full không mạnh luôn. Superior, oh, Superior cũng bình thường à. Moderate, ok Moderate đỡ đi ha. Đây nói chung là giờ thì mình nghĩ là mình vừa mình sẽ xài, khoan. Chắc mình nghĩ là mốt mình chế thêm hút để từ hồi thêm một con minion nữa quá. Tại vì mình đang muốn vừa xài một cái Terra Prisma này với một con rồng. Được các bạn xài được á, nè. Đây, chờ thêm một con rồng nữa thì nó vừa có Terra Prisma và vừa có con rồng luôn. Và thêm 2 con đệ đi theo siêu lượng đó thì 4, tổng cộng 2 con vét và 2 con đệ là 4 con. Kinh chưa? Rất là mạnh luôn các bạn. Nói chung là con rồng là cực kỳ mạnh nè, với cái kiếm mình cũng mạnh nữa. Nói chung là quá tập phật sướng và đá luôn, giờ mình mạnh dữ lắm nè. Một lót ra làm chơi khô máu luôn á chứ không sợ gì đâu. Nói chung là đây cũng làm cái gọi cái gậy dành cho đá summoner luôn. Tiểu hội đậu xanh nó ra cái cục này nhìn chán lắm. Thôi mình thấy cái Terra Prisma mình hơn. Đó, Terra Prisma. Đó. Phơi chứ các bạn. Rồng. Đấy. Terra Prisma với rồng ha. Đậu xanh với Terra Prisma mình đâu vậy? Ok, nó vừa có Terra Prisma vừa có rồng hả các bạn? Này. Đậu xanh banner nó cộng mình có chừng luôn rồi. À, Terra Prisma, rồng nữa, rồng Stardust. Đó. Rồi, nói chung là đây là cây Daybreak để chọi. Rất là ok các bạn, mà chơi lab melee có thể dùng cái cây chọi này để đánh combo lot cũng ok này. Đó, nó chọi rất là nhanh nha các bạn. Đam nó cũng rất là lớn, tầm 8 mấy mili đam luôn. Mà bạn nào mà chơi thêm lab melee nữa thì đồ của lab melee sẽ tăng đam lên nữa. Và các bạn nào chơi lab melee sẽ phụ kiện nó sẽ tăng lên nữa, có thể lên tới là con số là 200 mấy đam hoặc là 300 mấy đam cũng được. Đó, chung là đây là cây Daybreak. Tiếp theo là cây Solar Eruption. Là một cây kiếm ha các bạn, cây kiếm dài ha, rất là dài. Bạn cũng có thể dùng cái kiếm này để mà đánh con Moonlord dành cho class melee ha. Đấy. Nói chung là tụ Solar là dành cho class melee. Tiếp theo là những cái món đồ của mình, quên sữa rồi. Quên chứ. Giờ mình chạy qua sữa luôn ha các bạn, sữa nốt đi ha. Đây sữa cái bàn tay đi, cái bàn tay này mình còn nè, bàn tay này mạnh lắm các bạn. Trời đất ơi, cái quần que vậy không? Món đồ rệt hả? Món đồ rệt ok không ta? Đừng tìm thêm coi có gì ngon không. Adep nè, Adep không ngon. Deadly, Deadly. Ok thôi, mình thấy món đồ rệt là mạnh nhất rồi. Onimbo mà không phải. Ok món đồ rệt đi, món đồ rệt mình thấy xịn này. Món đồ rệt đâu vậy? Demonic kìa. Thôi Demonic chắc không mạnh đâu. Mystic. Mystic không mạnh bằng nữa. Đây món đồ rệt. Đó. Yếu đạn một xíu nhưng mà nó có tổng mà quan tâm chí mạng đó. 18 speed. Ok mới được rồi đi ha. Sửa nốt này luôn. Mexico, trời ơi Mexico là mạnh nhất rồi, không nói nhiều. 89 Mazidam. Mấy này chứ mình phải sửa. Rồi nói chung là còn nốt 2 cái vũ khí phép của mình thôi. Bây giờ mình cho một số món mình nghỉ hưu đi ha. Để mình thay 2 món này vô luôn thì 2 món này là gần cuối game mà cho nên nó rất là mạnh. Ok để mình suy nghĩ mình cất nào vô cho nghỉ hưu giờ đây. Đậu xanh cái gương phép mình sắp đầy luôn rồi, vãi chưởng. Ok nghĩa sao cho cái đèn Superior, đèn Night Glow này vô nghỉ hưu đi. Rồi đầy gương rồi, mình nghĩ là sẽ chuyển nó qua gương nào giờ. Con ké gương mili ha, thôi loạn lắm. Trời ơi gương đầy hết trơn, không có đi xếp thiệt các bạn ơi. Đầy hết rồi, không có gương nào tống luôn các bạn. Con cất đỡ vô gương này đi ha. Đây sẽ cho tiếp theo là cây Razor Pie này vô nghỉ hưu đi ha các bạn. Đấy. Rồi. Cái bộ gân này cũng thôi để đi, cứ để đi. Rồi chúng ta sẽ để lên. Để lên đầu luôn. Cái này thì để thứ 2. Đó. Để dày đi. Để theo sức mạnh các bạn, chỉ số sức mạnh. Nói chung là 2 này mình không biết mà mạnh, 2 này mạnh phải trước luôn. Rồi để này lên. Rồi ok, cất mấy đồ melee vô. Đấy, cất vô này. Cất vô luôn. Này là cho Lassimon. Lassimon mình chưa có gương để cất được phải không? Nhớ con nhà mình như vậy á. Chưa có gương để mình cất đồ Lasermon. Có thiệt luôn bạn ơi. Thôi vậy cất chung với đây luôn đi. Cất vô gương này được hả? Này. Ủa quên, nó cái gậy này mình xài mà quên, lộn, cất lộn gậy con rồng vô. Cất cái này vô nè. À, cất rỡ đây đi. À, còn thêm hai cái banner này nữa. Mình tìm chỗ nào mình teo luôn. À, teo ở đâu giờ tài. Cho đỡ đây đỡ nha. Teo đây cái nữa cho vui nha. Đó. Rồi còn mấy cái solar fragment này mình nghĩ là không cần xài nữa đâu. À cần xài chứ quên. Để đi. Giờ chúng ta cần thêm một loại. Còn cái loại fragment cuối cùng á, chúng ta đủ 4 loại fragment á thì chúng ta có thể làm được cái Celestial Sigil gì á. Cái gì quên rồi. Nói chung là làm cái đó để chúng ta tìm hỏi con Moonlord ha. Nói chung giờ chúng ta đánh nốt cái tủ cuối này thì con Moonlord sẽ tự ra. Và chúng ta muốn triệu hồi Moonlord ra nữa thì chúng ta sẽ làm cái đó từ 4 loại fragment ha. Nói chung là giờ này có 3 loại rồi. Giờ mình đánh nốt cái tủ đó là con Moonlord ra nó hỏi hai mình ha, cho nên là cứ để tập sau đi. Tập hồi sẽ cất vô. Mà đầy gương hết tên quái trưởng à. Thôi cứ giữ trong người đi các bạn. Tập sau nữa là tao muốn chiếm với thắng rồi. À quên, hôm nay tập nay tới lượt con mèo các bạn ơi. Đấy, hoàng hưởng các bạn. Doraemon phiên bản Terraria. Rồi, nói chung là mình còn 2 món phép này chưa review cho bạn coi. Ok, giờ sẽ review luôn. Đây. Thôi review cái bàn tay trước đi. Đó, mà thì khi mà mình cầm bàn tay vô nó mà thì nắm mình thì chất lượng vô. Đó, hồng các bạn. Đẹp không? Nhìn rất là xịn sò phải không? Ok, cho mình tìm mấy con quái để mình test cho các bạn coi. Có con nào không? Ây, sao nay quái gì nó tốn hết rồi. Hay là mình có cái đầu tiêu hoại quái nào, có boss nào ra không để mình tiêu hoại ra mình đánh chơi cho vui không? Khoan để mình xíu, mình như nhà mình còn cái đồ đánh gì đó để mình tiêu hoại mình đánh này. Như mình nhớ mình còn mấy con kinh seram phải không? Như vậy á. Hôm lúc trước mình tính farm sâu hôm nay sao sang nay like đi mà. Còn đúng không? Ô nhớ là còn mà mình có đâu ta? Con kinh seram. Không, mình nhớ mình làm nhiều lắm mà mình có bớt rồi. Này là tiểu hội Winsalam rồi. Winsalam giờ đánh cũng được không ta? Hay là giờ đánh Winsalam chơi đi. Trời ơi, con Winsalam nó mất tiêu rồi bạn ơi. Mình cũng biết nhớ nó cất nó đâu nữa, thôi giờ đánh Winsalam đỡ đi ha. Ủa từ sáng đánh được không ta? Như được các bạn ơi, Salam mà. Ok đánh đi. Nói chung là đây là bao tay Nebula Blazer 155 magic dam cực kỳ mạnh. Nói chung là đã giảm 40% dam magic dam đó, có thể lên tới được con số là 200 mấy dam. Cái này nó cũng có thể lên tới con số là 100 mấy dam. Rồi nói chung là đâu ra đây. Ok đánh Winsalam chơi cho vui các bạn, đây sẽ test vũ khí cho bạn coi. Nebula Blazer trước đi ha. Đó. Thì sẽ bắn ra những cái tia phép màu hồng, nó tự đủ địch luôn các bạn, rất là khỏe. Nó cứ bắn hồi là sẽ đủ địch, tự đủ địch và rất là mạnh. Nó thì nó bắn 100 mấy, 200 mấy, 300 mấy đao không à, chí mạng là đủ các kiểu các bạn, nó chí mạng rất là nhiều luôn. Thì nó đủ ra là chết. Thì con Winsalam 1 phút 30 giây bốc hơi. Ô, cho mình cái má áo luôn nè các bạn. Cái này chỗ chơi cho vui thôi. Cho mình cái áo nè. Ô, bộ đồ ninja này rất đẹp, bộ này bộ đồ mới nhưng chưa đủ bộ, về để mình lấy cho bạn coi. Đánh tiếp luôn ha, thêm con nữa để mình test cây Nebula Arcanum đây, test cho bạn coi luôn. Đó sẽ bắn ra những cái dòng hố đen vũ trụ, nó tự đủ địch luôn nha các bạn. Đó mấy chục cái nha, thì nó rất là mạnh, hút máu liên tục luôn mà. Thì cái máu của con Winsalam nó tụt liên tục luôn mà khi đủ quá nó còn nổ, nó bóc nữa mà thấy không. Xung quanh những cái dòng hố đen vũ trụ này nó có thêm mấy cái tia phép nó rất là xịn sò combo. Á đầu xanh cho mình thêm cái nón nữa à. Thôi không cần, thôi giờ cất rồi vô, nói chung là sàn vậy thôi. Đó nói chung là tiêu hồi những cái hố đen vũ trụ rất là xịn sò. Còn cái này thì tiêu hồi những tia phép rất là mạnh. Ở sao mana mình hết nha anh dưới ta. Phải trưởng thiệt, xài mấy đồ này hao mana thì thôi kệ đi vô. Ok giờ mình về cất mấy đồ sàn này vô đi, rồi mình sẽ tạm dừng tập Terraria hôm nay tại đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn như tập Terraria tiếp theo. Rồi từ cất đồ đi rồi tính. Ô hang quần này đang chơi quẩn từ xị mọi người. Chứ mình cũng quan tâm nó làm gì đâu. Nói chung mà bây giờ mình mạnh lắm rồi, sắp phá đảo rồi. Đợi nốt tập xa đi phá đảo cho vui. Giờ phá đảo tập này nhanh quá. Tập này mới 20 à, để qua 21 đi cho vui. À cái bộ đồ ninja mà đâu rồi. Ô mình đủ bộ luôn chứ, đủ bộ ninja luôn nè. Mình cứ nên qua mình teo bên kia không ta. Teo bên kia nó mới đẹp. Đây đây đây, bên này có cái chỗ teo đồ nè các bạn, mình để bên này nè. Đó còn thiếu cái nè. Ủa thiếu đâu, thiếu trời ơi chứ Khoan để mình lấy xuống lấy cái nữa. Nhớ con nhà mình có cái đâu đây nè. Đâu ta? À ở đây, lấy cái ra nữa ha. Để cho nó đẹp, tương bài đồ ha. Nói chung đây là set đồ mới mà. Hỏi mình nói rồi, đánh Wisera mình nói rồi ha. Để đây đi, đó, treo đồ vô. Treo nón vô này, áo quần này, đó hay đây. Đây là bộ ninja chúng ta ha các bạn. Nhìn rất là cool ngầu đẹp luôn phải không? Đấy, đâu rồi. Đó. Rồi, còn dư mấy này mình nghĩ sẽ cất vô đi. Mấy này linh tinh không ạ? Thêm một cái hút slam win slam này. Quá chừng luôn. Mấy cái này thì để chơi thôi. Nghĩ em sẽ bỏ ở đây luôn. Đấy, bỏ đây đỡ đi ha. Và bộ đồ này nữa. Cất nốt vô luôn. Đem cái đầu con rồng này lên cho nó ngầu mọi người. Rồi, cất đây đi ha. Đấy, nói chung là thôi mà hay tủ đồ mình quá chừng đồ luôn á, đầy đồ hết trơn. Rồi, ok. Và triệu hồi con đệ rồng ra để chào hỏi bạn nữa ha, rồi chúng ta tạm dừng luôn. Rồng đây. Rồng em ơi. Ok rồi. Nói chung là tập này chúng ta cũng khá là dài rồi. Nay chúng ta đã đánh con boss Lunatic Cultist và quất luôn ba cái tụ trong một tập luôn. Chúng ta thích thì chúng ta hãy quất luôn tụ đó và đánh luôn một lót mà thôi mình để dành tập sau nha. Ok, hẹn lại bạn những tập Terraria tiếp theo. Tập sau mình sẽ đánh tụ cuối cùng và đánh Molot và farm một số món đồ từ Molot và sẽ làm Zenith. Ok các bạn cứ hóng đi. Tập sau là chúng ta sẽ có Zenith đấy. Rồi ok, hẹn lại bạn những tập Terraria tiếp theo nhé. Tập này cũng ok, phết nhà đánh nhau khá là hấp dẫn. Rồi, thì nay thì chúng ta đã chào đón thêm một con đệ mới là đệ rồng. Cực kỳ ngông và mạnh. Đấy, nhưng mà giờ đây có hai đệ và hai bét. Rất là xịn luôn các bạn. Ok thì hẹn gặp lại các bạn như tập tới đây tiếp theo nhé. Nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye bye.